Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của mình và mình là Tuấn Trung Tá. Thưa các bạn thì có rất nhiều câu hỏi và cũng có rất nhiều thắc mắc của các bạn đặt ra rằng là nếu như mua một chiếc xe mới về, chúng ta sẽ làm điều gì, đặc biệt là xe 50 phân khối. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ giải đáp cái vấn đề này. Tất nhiên chúng ta mua một chiếc xe mới thì cái gì mới cũng phải gọi là giữ gìn, và mua xe thì chắc chắn phải đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên. Đó là những cái yếu tố mà khi chúng ta mua xe mới. Bởi vì sao? Phân tích những câu nói này ra thì nó hoàn toàn đúng. Cái điều đầu tiên đó là chúng ta mua xe mới về thì chiếc xe nó mới hoàn toàn. Nếu như xe chính hãng từ Yamaha hay là Honda thì chúng ta bỏ qua cái bước Rora, hoặc là chưa cần thiết phải Rora lắm mà chúng ta có thể bỏ qua được. Nhưng đối với những dòng xe 50 phân khối này thì chất lượng nó không tốt bằng những dòng xe chính hãng của Honda hay là Yamaha chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc phải Rora. Bắt buộc phải Rora và qua một quá trình như vậy. Bởi vì sao? Cái quá trình Rora là giúp cho chiếc xe nó hoạt động một cách bền bỉ. Và ví dụ như là các bạn cứ suy nghĩ đi, ví dụ như hai cái khớp bánh răng như thế này, giai đoạn đầu thì nó chưa được vận hành nhiều và nó sẽ chưa khớp lắm, và bắt buộc chúng ta phải Rora để cho nó chạy qua một quá trình như vậy, để cho nó gọi là ăn khớp với nhau. Đại loại chúng ta suy nghĩ như vậy. Và cái quá trình Rora là sẽ như thế nào? Từ khi các bạn mua xe về thì các bạn vẫn để nguyên dầu nhớt như vậy, sử dụng xăng phù hợp với chiếc xe. Thì đối với dòng xe này thì chúng ta chỉ cần không sử dụng xăng bẩn là được, và chúng ta nếu có tiền thì dùng luôn xăng A95, còn không thì xăng E5 vẫn là được, nhưng mà dù sao thì nó vẫn là xăng A95 là trên hết. Các bạn lưu ý điều đó và chạy từ 0 km kể từ ngày mua xe cho đến khi mà tầm khoảng 700 đến 800 km đầu tiên thì chúng ta phải thay nhớt lần đầu cho nó. Bởi vì sao? Bản thân chiếc xe thì trong máy này nó đã có dầu nhớt của từ nhà máy, người ta đã đổ vào cho các bạn, và chúng ta chạy một thời gian thì chúng ta phải thay. Và cái quá trình đấy, chúng ta khi thay nhớt chúng ta sẽ mang đến cửa hàng và người ta sẽ làm cái công đoạn là ví dụ như kiểm tra tất cả những cái vấn đề mà nó đang còn ví dụ như là nó chưa khớp, hoặc là có những cái giống như là nó rơ chẳng hạn, thì bên cửa hàng người ta sẽ khắc phục lại việc đấy cho các bạn. Đó là cái quá trình kiểm tra đầu tiên. Cái thứ hai đó là quá trình rốt đa chiếc xe. Thì các bạn lưu ý rằng là rốt đa của xe này thì nó cũng khá đơn giản. Các bạn chạy bình thường, các bạn chạy từ bình thường và giữ đều ga từ tầm khoảng 30 km đến 40 km và khoan trở nặng đã. Sau khoảng cái thời điểm mà 500 km trở đi thì lúc đó chúng ta mới chạy bình thường, và các bạn làm gì đó các bạn làm. Nhưng mà từ 0 đến 500 km đầu tiên thì các bạn lưu ý là không cho xe tải nặng. Ví dụ như đoạn đấy có một bạn gái nào khá xinh xinh mà xin mà chúng ta chở theo, nhưng mà bạn đấy cân nặng quá lớn thì ok, nói xe anh đang rốt đa nha. Nhưng nếu bạn gái quá xinh mà vượt quá tầm kiểm soát thì chúng ta có thể mời lên luôn và chạy dịu dàng và chạy nhẹ nhàng. Quãng đường lúc đó có thể là càng xa dần và chúng ta giúp cho chúng ta có thể là rút gọi là cái quá trình mà chở bạn gái đấy lâu hơn một tí xíu. Đó là một cái điều đùa cho vui thôi, nhưng mà các bạn lưu ý rằng là không có trở nặng khi rốt đa và chạy từ 0 đến 500 km đầu tiên. Thì lúc đó thì chúng ta hoàn thành quá trình rốt đa bằng cách chạy đều ga là không có kiểu mà gom như thế này, không có kiểu chạy mà ga đột ngột hay này nọ đấy, mà chúng ta chạy đều ga, ga lên nhẹ nhàng, nhả cũng nhẹ nhàng, vào số cũng dịu dàng là như vậy, và tầm khoảng 30 đến km/h thôi. Còn nữa đó là cái việc mà chúng ta như vậy xong, có nhiều bạn sẽ hỏi rằng rốt đa có thể bỏ ở nhà và sử dụng để cho xe chạy không tải được không? Được, nhưng bản thân chiếc xe nó làm mát bằng gió các bạn, nó làm mát bằng gió. Nếu như các bạn không chạy ngoài đường mà để trong nhà thì nó lại khói lên, nó lại là cái quá trình mà khí thải từ ống bô xe, ống xả của xe nó ra thì nó rất là độc hại. Và chúng ta nếu như muốn bỏ ở nhà thì bắt buộc các bạn phải bỏ một cái quạt ở phía trước cho nó thổi không khí vào đây để cho nó làm mát chiếc xe. Ngày xưa thì các cụ cũng hay rốt đa xe bằng cách là không cho quạt vào đây, và thường là người ta cho kiểu cho nước chảy từ trên cao xuống và chảy vào máy cho làm mát máy. Nhưng mà bây giờ thôi, chúng ta không cần đâu, chúng ta chỉ cần gọi là chạy bình thường, chạy đều ga là ok được rồi. Giai đoạn đầu là từ 0 đến 500 km đầu chúng ta như vậy và thay nhớt và kiểm tra lại. Còn lại nếu như sau khi qua cái công đoạn đấy rồi xong thì các bạn chạy bình thường nha. Tiếp theo đó là cái vấn đề thứ hai,
Đối với chiếc xe 50 phân khối thì hầu như là các bạn học sinh này, các bạn sinh viên hoặc là những người mà đi di chuyển gần là chủ yếu nha. Xe 50 phân khối thì hầu như là di chuyển gần thôi. Và cái việc quan trọng nữa đó là các bạn nên để ý cái bình ắc quy. Trong quá trình mà từ 0 km đến 7 đến 800 km đầu tiên thì các bạn nên để ý cái bình ắc quy. Bởi vì sao? Khi chúng ta chạy với quãng đường ngắn thì bình ắc quy nó chưa đủ thời gian để nạp, mà chúng ta đã khai thác. Sáng dậy để chạy, đến tí sau đi học về cũng ngồi lên để chạy. Thế là có nghĩa là nó nạp thì ít mà chúng ta sử dụng thì nhiều, thì bình ắc quy nó rất là nhanh hỏng. Chúng ta phải trong cái quá trình là chúng ta luôn kiểm tra cái bình ắc quy và mang ra ngoài cửa hàng để sạc. Quá trình sạc đó mất tầm khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, chúng ta hoàn toàn có thể gửi lại. Đấy, lưu ý cái bình ắc quy nha, bởi vì cái quãng đường chúng ta đi quá ngắn và thời gian nạp cho bình nó ít hơn thì chúng ta phải nạp ngoài. Và cái vấn đề thứ ba nữa đó là khi xe giai đoạn mà ban đầu mà trong quá trình rút ra xe, thì nếu như buổi sáng chúng ta dậy sớm, chúng ta nên tập cho chân nó khỏe một tí xíu bằng cách bật chân đề ra, khởi động cho nó vài cái, khởi động cho nó vài cái, đạp buổi sáng đạp tầm khoảng 3 đến 5 cái cho dầu nó lên, hoặc là này nọ cho nó nhẹ máy, nó đề cũng được. Nhưng mà nếu đạp cho nó nổ buổi sáng thì ok, để cho xe nó hoạt động một cách trơn tru. Vâng, đó là tất cả những cái quá trình mà chúng ta có thể gọi là giúp cho chiếc xe hoạt động một cách bền bỉ. Bởi vì sao? Của bền tại người nha các bạn. Bởi vì một chiếc xe bền bỉ hay không là cũng là cái khả năng mà các bạn bảo vệ nó cũng như là giữ gìn nó. Chứ bây giờ nếu như hàng mà hàng ngon đi chăng nữa mà vào tay những đồng chí phá thì nó cũng như vậy thôi. Và thưa các bạn, mình nhắc lại thêm một câu nữa, đối với những hàng chính hãng và hàng chất lượng cao như là Honda, Yamaha, Suzuki rồi là SYM này nọ thì chúng ta không cần thiết phải rốt đa. Nhưng mà đối với những xe 50 phân khối này thì chúng ta phải rốt đa khi mua về và bảo vệ nó, chạy cẩn thận. Ok, đó là tất cả những gì mình chia sẻ. Các bạn ơi, đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem video clip mới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.